Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU chi 30 triệu bảng cho đội trưởng của Wolves. MU nghiêm túc với tham vọng chiêu mộ Ivan Toney. Ten Hag lên tiếng cầu xin Serge Brightfield. Tottenham gặp khó khi chiêu mộ sao MU. MU chi 30 triệu bảng cho đội trưởng của Wolves. Trong bối cảnh hàng thủ liên tục thiếu người vì chấn thương, MU sẵn sàng chi 30 triệu bảng cho đội trưởng Mark Greenman của Wolves. Quỷ đỏ đã gặp khó khăn ở vị trí trung vệ mùa này với chấn thương liên tục của Rafael Varane, Lisandro Martinez và Victor Lindelof. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, họ chắc chắn sẽ phải bổ sung trung vệ mới và Kilman là mục tiêu mới nhất trong danh sách. Cầu thủ 26 tuổi này gia nhập Wolves vào năm 2018 sau khi gây ấn tượng khi ở Maidenhead United, một câu lạc bộ bán chuyên của Anh. Từ đó đến nay, Kilman đã có 119 lần ra sân trong 76 ở Premier League. Tờ The Times khẳng định Man United rất ấn tượng với cầu thủ người Anh. Báo cáo cho biết Quỷ đỏ đã theo dõi Kilman nhiều lần trong mùa giải này và sẽ đưa ra lời đề nghị chính thức ở hè 2024. Vào năm 2023, Kilman thu hút sự quan tâm từ Napoli, nhưng Wolves đã từ chối lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng. Sau đó, họ đã trói chân hậu vệ này bằng một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm kéo dài đến năm 2028. Ngoài ra, West Ham cũng quan tâm đến Kilman nếu Naef Aguet ra đi. Wolves vẫn muốn giữ đội trưởng của mình và sẽ hét giá khá cao, nhưng Kilman không phải là cái tên duy nhất trong danh sách các mục tiêu cho vị trí trung vệ của MU trong hè 2024. Jean-Claire Todibo của Nice đã được MU quan tâm từ tháng 1. Cầu thủ người Pháp có thể có giá lên tới 40 triệu bảng. Ngoài ra, còn có một vài cái tên khác như Antonio Silva của Benfica, Giorgio Scalvini của Atalanta, Ousmane Diomande của Sporting Lisbon, Jarrad Brathwaite của Everton hay Gleison Bremer của Juventus. MU nghiêm túc với tham vọng chiêu mộ Ivan Toney. Serge Brathwaite đang rất ấn tượng với tài năng của tiền đạo Ivan Toney và MU có thể chiêu mộ anh ở hè 2024 để tăng cường sức mạnh hàng công trong mùa giải mới. Rasmus Højlund đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU ở mùa giải năm nay. Anh có 13 pha lập công trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, với chấn thương của Anthony Martial và sự thiếu hiệu quả của Marcus Rashford, MU hiện thiếu nhân sự trầm trọng trong khu vực này. Bây giờ, đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch đưa về thêm một tiền đạo mới. Serge Brathwaite được cho là ấn tượng với tài năng của tiền đạo Ivan Toney và MU có thể chiêu mộ anh ở hè 2024 với một mức phí hợp lý. Kinh nghiệm của Toney ở Premier League là yếu tố quan trọng để MU đưa anh về sân Old Trafford. Qua đó, chia sẻ công việc ghi bàn với Rasmus Højlund, chân sút người Anh có 4 bàn sau 11 trận đấu kể từ khi trở lại sau hơn nửa năm bị cấm thi đấu vì cá độ bất hợp pháp. Vấn đề là MU sẽ không chi đủ số tiền 80 triệu bảng mà Brentford đòi hỏi. Theo Mirror, MU chỉ chấp nhận chi 60 triệu bảng cho cầu thủ năm nay 28 tuổi. Nếu đội bóng thành London từ chối bán ngôi sao của mình, MU sẽ phải chuyển hướng. Quỷ đỏ lên kế hoạch tăng cường chiều sâu đội hình với những cầu thủ đã có kinh nghiệm chinh chiến ngoài hạng Anh. Thay vì chi ra hàng chục triệu bảng cho các ngôi sao danh tiếng, ông tập trung vào những cầu thủ trẻ tiềm năng cũng như bản hợp đồng không tốn phí chuyển nhượng. Hai cái tên lọt vào tầm ngắm của MU là Ross Barkley của Luton và Tosin Arabiojo của Fulham sẽ trở thành cầu thủ tự do hè tới trước khi hết hạn hợp đồng ở câu lạc bộ chủ quản. Ten Hag lên tiếng cầu xin Serge Brathwaite. Huấn luyện viên Erik ten Hag cầu xin Serge Brathwaite kiên nhẫn khi ông kêu gọi người đồng sở hữu Manchester United đừng làm gián đoạn quá trình phát triển của đội bóng bằng cách sa thải ông. Đó là dòng tít trong bài viết của tờ Daily Mail của Anh hôm nay ngày 4 tháng 4. Trước khi huấn luyện viên trưởng Manchester United của Erik ten Hag sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu Quỷ đỏ không có vé dự Champions League mùa tới. Bây giờ, chiến lược gia người Hà Lan Erik ten Hag kêu gọi ông chủ mới Serge Brathwaite hãy kiên nhẫn với công việc mà ông đang làm ở Manchester United và chống lại mọi cám dỗ nhằm làm gián đoạn quá trình. Trong khi đó, Mauricio Pochettino là huấn luyện viên thứ 3 của Chelsea, không tính huấn luyện viên tạm quyền, kể từ khi Todd Boehly trở thành chủ tịch câu lạc bộ chưa đầy 2 năm trước. Bất chấp Chelsea chi số tiền khổng lồ nâng cấp lực lượng, họ vẫn tụt dốc không phanh khi đang xếp tận vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League. Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Manchester United và Chelsea, khi được truyền thông hỏi liệu tình hình ảm đạm của Chelsea có là lời cảnh báo cho Jim Rutherford tại Manchester United hay không, huấn luyện viên Erik ten Hag trả lời: "Tôi nghĩ bạn cần phải tuân theo quy trình. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ giỏi sắp trưởng thành. Họ đang phát triển rất tốt trong sự tiến bộ của họ. Chúng tôi đang đi đúng hướng, có hướng đi tốt và chúng tôi cần thực hiện các bước tiếp theo.
xin đừng làm gián đoạn quá trình này. MU hiện đang xếp từ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League khi kém vị trí thứ 4 của Aston Villa tới 11 điểm và kém vị trí thứ 5 của Tottenham 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng nữa. Tuy nhiên, MU đang đá ít hơn Aston Villa 2 trận và ít hơn Tottenham 1 trận. Ten Hag không chịu từ bỏ cuộc đua giành suất dự Champions League, nhưng thừa nhận rằng danh sách chấn thương dày đặc ở mùa giải này đã làm mất đi hy vọng của Quỷ Đỏ. Chiến lược gia người Hà Lan Erik ten Hag của MU nói thêm: "Tôi có tiêu chuẩn cao và tôi sẽ thất vọng nếu chúng tôi không đủ điều kiện dự Champions League. Và tôi biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn vì chúng tôi đang không ở một vị trí tốt. Nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Đó là tiêu chuẩn của chúng tôi có ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên và tiếp tục tin tưởng vào những tiêu chuẩn đó. Đó sẽ là cách tiếp cận trong mọi trận đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cùng. Tôi biết chúng tôi đang ở vị trí không tốt và chúng tôi phải đuổi kịp họ. Ngoài ra, tôi biết chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề về chấn thương, nên tôi cũng là một người đàn ông thực tế. Trong một giải đấu mang tính cạnh tranh cao, bạn cần có sẵn các cầu thủ. Nếu không, bạn sẽ có ít điểm. Nếu bạn chơi trong một đội nhất quán, trình độ của bạn sẽ tăng lên. Khi bạn mang về những cầu thủ giỏi nhất trong đội của mình, bạn sẽ thu được nhiều điểm hơn và đó là sự thật. Vì vậy, tôi sẽ thực tế. Tuy nhiên, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu trong mọi trận đấu. Tôi sẽ yêu cầu chiến thắng trong mọi trận đấu vì chúng tôi là Manchester United và chúng tôi phải thắng mọi trận đấu. Tottenham gặp khó khi chiêu mộ sao MU. Theo báo cáo trên Fijazet, Tottenham có thể thực hiện động thái chiêu mộ trung vệ đắt giá Harry Maguire của Man United. Huấn luyện viên của Spurs, Ange Postecoglou, rất muốn bổ sung một hậu vệ giàu kinh nghiệm vào đội hình, trong khi trong tay ông chủ yếu là những cầu thủ trẻ ở vị trí trung vệ. Theo đó, tổ cố vấn của câu lạc bộ đã xác định Harry Maguire là mục tiêu tiềm năng trong mùa giải tới. Kể từ khi gia nhập Man United vào năm 2019, tuyển thủ Anh đã trải qua nhiều thăng trầm, từ việc làm đội trưởng Quỷ Đỏ cho đến việc phải tranh giành một vị trí trong đội hình xuất phát. Nhưng trong 12 tháng qua, mọi thứ đã được cải thiện đối với anh ấy. Maguire không phải là trung vệ số 1 mà Erik ten Hag tin tưởng, nhưng đã có 25 lần ra sân trong mùa giải này, ghi được 2 bàn thắng. Anh có thể đọc trận đấu tốt, không chiến tốt và thực hiện những pha đánh trận quan trọng. Kinh nghiệm dày dặn và khả năng lãnh đạo cũng là yếu tố khiến Maguire được Tottenham để mắt đến. Sự xuất hiện của Maguire sẽ mang lại chiều sâu cần thiết cho hàng phòng ngự Spurs, nhưng việc ký hợp đồng với anh ấy sẽ không hề dễ dàng. Với tình hình hiện tại, Man United không còn muốn loại bỏ Maguire nữa. Không chỉ vậy, họ cũng sẽ đòi hỏi số tiền chuyển nhượng cao cho cầu thủ 31 tuổi.